thường cái chỗ nào mà dây điện á, có điện là thành phố cổ lâu năm rồi, hàng trăm năm mới có dây điện. Còn dây điện mà còn thành phố á, sau này là đường không có dây điện nha mọi người, thì là lâu năm rồi, lâu đời rồi. Như là điện ở ngoài kia là điện ngầm không, ở đây là đe kêu thục dung quê ha, dùng không quê của mèo, dùng quê của miền Bắc Carolina, nên là nó có còn dây điện. Phải tháng 7 đừng về là để chờ đến mùa lạnh đi săn, mùa đông đi săn, đi săn thú rừng. Đi săn ra bãi nghe ghê quá nhỉ. Ghê quá nhỉ. Ở đây mùa đông nó mới cho săn. Đường rất đẹp mọi người. Cái bảng không để là để gì vậy? Không biết nữa. Chắc là đường nó cái đó là hết luôn. Đường này đẹp, giống Đà Lạt quá. Đường này ở Mỹ giống đường đi Đà Lạt quá. Đường Lạt có cái gì nè? Đây chắc có đủ ngon gì ha. Chứ cũng quẹo dưới đây nè. Cũng quẹo mà nó không quẹo vô. Chỗ quẹo mà phải đợi xe này. Mọi người đây là bên cánh rừng. Và đây là đường, đây là bên nhà. Trái là kia xăng. Kia xăng rồi gì nè, chắc bán nhiều không ăn gì mà xe quá chừng, xe bán xe không? Để bán xe cũ hay gì à? Đúng rồi, bán xe cũ. Xe. Đường đẹp quá mọi người. Hai bên là cây, nhà, cửa.
đây là thôn về những thôn quê của nước Mỹ nha. Đi về thành phố đi về vô thôn quê, thôn quê đẹp đẹp, thôn quê mình nhà cửa được ngon lành, vùng quê của nước Mỹ rất là đẹp nha. Ở trồng đây là cây thuốc nè bà con, vùng quê của nước Mỹ là thuốc nè, trồng những cây thuốc giống Việt Nam đó, cây thuốc đó mọi người thấy không? Đó, cây thuốc của mình bên là ở đây là cây thuốc luôn, cây thuốc, đó, mọi người thấy không? Quá trời quá đất. Là gì à? Thánh giá nội chúa luôn. Cái nhà thờ nhỏ. Nhà nhỏ ở vùng quê mà. Hôm nay mình được đi về vùng quê của đất nước Mỹ. Đây là mình là trồng cây thuốc nè mọi người đó. Đó thấy không? Thăm mấy. Rồi ở bên đây là trồng đậu nè đó. Ở đây trồng đậu đó. Vùng quê nước Mỹ. Chân giờ giống chân đót quá, phải không? Đó. Chắc vậy mà đời nó cũ. À cũ thà cũ. Xe của Mỹ chạy ngon lắm. Mà nó hậu xăng phải không? À, mấy xe thời của cũ nó hậu xăng. Xăng rồi đúng. Được cái nhìn ở đây. À, xưa. Ừ. Có trường học. Ừ, đây là bên đây là trường học mà. Ở Dallas là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Liền chính liền nhau luôn á. Bên đây cấp 1, bên đó cấp 2, bên đây cấp 3. Cấp 1, 2, 3. Tùy trường, cái trường nó chia ra, nó gộp lên. Không có gộp nhưng mà nằm bên một giải này là cấp 1. Là kia cấp 2, bên đây cấp 3. Xét bên luôn. Hai bên đường. Cái đó là nhà mà gặp trường học là giá cao phải không? Nhà thờ nhỏ sau khi mẹ đi lấy xe là bật cái việc phải không?
có tiếng Anh chứ. Đâu học mà, có bây giờ học lái xe người mà mới qua học lấy mà lái xe là tiếng Việt cũng có nữa. Là như mình thi bằng tiếng Việt, bằng lái xe, với lái xe bằng tiếng Việt. Còn có luôn này tiếng Anh đó mà. Đâu rồi, có. Có, không biết. À, không biết rồi. Với nhà thờ luôn này, nhà thờ nhỏ. Đây là nhà thờ nhỏ à, nên mọi người đây là nghĩa trang buồn à, đây là những cây trồng cây đậu nè, mọi người thấy không, trên là cây bắp đủ thứ cây miền thôn quê, nên mọi người đi mọi người thấy dây điện là nói cho mọi người biết là sợ có dây điện là thành phố này, thành phố cũ hàng trăm năm mới còn dây điện, còn mà thành phố là bây giờ là sau này là không có dây điện, mọi người không có điện, điện nằm ngầm hết ở dưới thành phố lớn. Đây là đố là đây là đồ vùng quê nên lâu năm nên dây điện nằm ở dưới, ở trên nằm ở trên, còn dây điện mà nằm ở dưới lòng đất là thành phố sau này ha, nhưng thành phố lớn như New York, Washington, Virginia, Dallas, Texas, nói chung là Cali, nói chung là đủ hết trên nơi ha, chỗ nào là này là con điện là lâu năm mà thành phố lâu năm rồi. Mỗi lần mà bà con mà có gửi thơ, bà con khỏi đi bưu điện ở giữa bùi Mỹ này là gửi thơ là ngay trong đây, có mấy nhà nào cũng có cái trụ thơ đó. Từ muốn gửi thơ thì có đó. Muốn gửi thơ cho ai hay gửi cho chính phủ thì cứ gửi qua đó, trong đó xe là đưa thơ là lấy ha. Đây à, đây con trồng cây trồng đậu nè mọi người thấy không, ở đây lúc trước tôi đi tôi thấy là nó làm tụ điện mà trên núi là nó phải đi bằng máy bay trực thăng, như ở Cali trên núi thì trực thăng câu điện là trên núi. Xe nó đã muốn là nó
cũng ra nó chờ ở đây ở ngoài đường chính ra nó mới ra đầu nè. Không như Việt Nam mình, Việt Nam mình cũng ban ban là ban. Dầu thủy điện trên là thành phố cũ rồi bà con, chỗ lâu năm ha, hiện trăm năm ha, chỗ nào sau này rồi không có gì điện nha. Sau này là điện ngầm ở dưới ấy hết đó, xe hai cửa bà con thấy không đó. Đây là cái thuốc này, đây là quê của nước Mỹ mọi người. Sắp tới tiệm rồi nghe mọi người, đã đi vùng quê đi đến tiệm nào tiệm tiệm ăn bà con thấy rồi nha. Nhà nào cũng treo cờ Mỹ là người ta tự hào về nước Mỹ của ta. Là chỗ nào cũng treo cờ, nhà nào cũng treo cờ là tự hào về nước Mỹ, công dân Mỹ. Của ngày lấy của cha gì ở Việt Nam cũng ngày lấy của cha rồi không? Phải không? À, phải rồi, đây là quốc tịch. Bà con thấy không, cờ rất là đẹp bà con. Tại thành phố này lâu năm nó có dây điện nha mọi người. Thành phố này cả ngàn năm, cả trăm năm nữa mới vậy. Không có dây điện.
ta đi bộ phải nhường, nhường cho ta đi bộ ha. Đây là và nhớ rồi, đây đâu có bà đâu, đây không, đây là bán đồ cũ đó mọi người đó, bán đồ cũ, đồ cũ, đồ cũ mọi người thấy không, đồ đồ nè họ dọn họ bỏ ra cái nó, lấy nó bán đó, nhưng mà hồi đồ mới lắm nghe mọi người, đồ mới lắm. Cẩn thận phải dòm xe cậu được rồi, mấy xe cóp là ngừng lại cho đấy, đúng là không, dù không có xe cũng phải ngừng lại nữa. Tới tiệm đã tới tiệm rồi, tiệm cũng có ba cháu lúc họ hỏi bà cọc, bà có bị một con nhỏ có bị một cốc không? Có. Vâng. Nhỏ ai chả bị. Vâng. Con có bị không? Không, con. Vâng. Sạch sẽ lắm, không phải hay được. Vâng.